Hello, YouTuber. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục về cái chuỗi các video về ôn thi trung tâm quốc gia. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sentence transformation, có nghĩa là chuyển đổi câu giữ nguyên nghĩa của câu. Ở trong đề thi trung tâm quốc gia chúng ta có 3 câu như vậy và số điểm là 0,6. Những câu này về mặt chung mà nói thì khá tương đối đơn giản, có thể chúng ta dễ dàng kiếm điểm được câu này. Thầy rất hy vọng là các em sẽ nắm chắc được những cái phương pháp chuyển đổi để chúng ta kiếm điểm được phần này một cách tốt nhất. Và bây giờ chúng ta đi vào phần những recommendations, có nghĩa là những gợi ý quan trọng khi làm bài này. Các hình thức chuyển đổi câu đồng nghĩa dựa trên một số hình thức cơ bản sau đây. Thứ nhất đó là tense sequence transformation hoặc tense sentences transformation, có nghĩa là chuyển đổi câu dựa vào thời hình ngữ pháp. Thì thông thường có một loại câu có thể nói thần thánh, đó là chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và thường là chuyển dưới dạng là từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành hoặc ngược lại. Khó hơn một chút, người ta dùng cấu trúc câu it is the first time, vân vân, hoặc it is the first time. Thì ở đây thầy đã cho ví dụ, các ví dụ khá là rõ ràng khi chuyển đổi. Chúng ta rất dễ dàng nhận ra nó và làm một cách tốt nhất. Sau phần thứ hai đó là transformation using comparison, chuyển đổi câu sử dụng hình thức so sánh. Chính vì cái sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ Anh Việt mà làm cho chúng ta luôn luôn hay mắc lỗi ở cái dạng này. Thông thường khi chúng ta chuyển đổi câu từ câu so sánh hơn, ví dụ tôi cao hơn bạn ấy, thì chúng ta sẽ chuyển ngược lại ngay thành bạn ấy thấp hơn tôi. Trong tiếng Việt đó là acceptable, chấp nhận được. Nhưng trong tiếng Anh thì không được, vì chúng ta phải có cấu trúc. Và cấu trúc trong tiếng Anh chuyển đổi câu luôn luôn là từ so sánh hơn thì chuyển thành so sánh bằng dưới dạng phủ định. Hoặc từ so sánh hơn nhất chuyển thành so sánh hơn hoặc so sánh bằng dưới dạng phủ định. Và đây là một số những cái ví dụ. Thì các em dành thời gian đọc kỹ những cái ví dụ này. Và đặc biệt cái phần in nghiêng để chúng ta thấy cái chuyển đổi từ dạng này sang dạng kia ta sẽ sử dụng cấu trúc như thế nào, thì chúng ta sẽ không mắc những cái sai lầm khi làm bài thi trung tâm quốc gia. Dạng này cũng tương đối dễ. Có một dạng khó hơn trong dạng so sánh, đó là so sánh thăng tiến. Thì xem video về so sánh, chúng ta sẽ tìm hiểu và sẽ làm tốt hơn phần so sánh. Tiếp theo, dạng chuyển đổi thứ ba là chuyển đổi câu sử dụng dạng đảo ngữ. Và dạng này cũng khá khó đối với một số em. Các dạng đảo ngữ phổ biến, thứ nhất là sử dụng các trạng từ có nghĩa hạn chế đặt lên đầu câu, ví dụ như trạng từ có no, not, vân vân. Cách thứ hai là sử dụng các cụm từ như là hardly, hardly, no sooner than, vân vân. Sử dụng dạng đảo ngữ của một số mệnh đề phụ, chỉ thời gian, vân vân. Thì ở đây thầy sẽ có một cái video cụ thể cho phần đảo ngữ, thì các em chú ý đón xem. Chuyển đổi tiếp theo là sử dụng dạng cấu trúc của câu bị động, cũng khá là phổ biến, chuyển từ chủ động sang bị động. Cái này thì tương đối dễ, chúng ta nắm chắc cái phần bị động. Chỉ chú ý cho thầy một số dạng bị động đặc biệt, ví dụ have somebody do something, have something done, hoặc get somebody to do something, get something done. Đó là dạng bị động đặc biệt với động từ need, vân vân. Chuyển đổi câu sử dụng dạng câu gián tiếp, hầu như trong đề thi luôn có một câu như thế này. Đó, thì gián tiếp đặc biệt chúng ta chú ý đến dạng gián tiếp thứ tư, đó là dạng câu mệnh lệnh, lời mời, vân vân. Thì chúng ta chú ý phần này. Chuyển đổi câu sử dụng dạng của câu điều kiện. Dạng câu điều kiện nếu chuyển từ điều kiện sang điều kiện thì nó không khó. Nhưng chuyển từ một câu bình thường sang giả định dưới dạng điều kiện thì tương đối khó. Chỉ cần chú ý cho thầy, nếu ở câu chủ mà người ta cho ở thì hiện tại thì câu điều kiện phải chuyển, phải chia ở câu điều kiện loại 3. Đặc biệt chú ý cho thầy một số trường hợp có dùng điều kiện mixed, có nghĩa là đầu 3, did 2, vân vân. Thì nội dung của phần này thầy chỉ đưa ra 6 cái bước cơ bản như thế này, nhưng trong nội hàm của nó có rất nhiều những cái yêu cầu cụ thể, thì thầy sẽ làm từng video về từng phần hướng dẫn chi tiết cho cách chuyển đổi câu. Thì các con chú ý đón xem các video. Video này kết thúc tại đây. Video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các con cách làm bài tập và một số bài tập minh họa trong phần này. Chúc các con học tốt. Goodbye.